Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi sáng của BWEN TV 57.3. Hôm nay là thứ Năm ngày 2 tháng 2 năm 2012. Ngọc Trâm cùng toàn ban biên tập xin kính chào quý khán thính giả. Sau đây là phần tin thế giới với những tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được. Căng thẳng tranh chấp gia tăng tại Liên Hiệp Quốc trên hồ sơ giải quyết Syria, tin từ Cao ủy Liên Hiệp Quốc. Quốc gia Nga tuyên bố sẵn sàng bỏ phiếu chống lại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trước bản soạn thảo giải quyết hồ sơ Syria từ phương Tây và Liên Hiệp Ả Rập. Trong bản soạn thảo liên quan đến sử dụng quân sự quốc tế, can thiệp vào Syria sớm chấm dứt tình trạng đổ máu và cuộc nội chiến, đây là phần biểu quyết quan trọng và Nga cho rằng không thể chấp nhận phương cách giải quyết này được. Các cuộc bạo động chống đối Tổng thống Bashar al-Assad càng ngày càng gia tăng. Hơn 10 tháng đấu tranh từ phong trào đối lập, đã có hơn 5.000 thường dân vô tội bị thiệt mạng. Các nhà hoạt động nhân quyền tại Syria đã tố cáo chính phủ gia tăng cảnh sát và quân đội tấn công vào các khu vực đông dân cư, nơi chính phủ nghi ngờ che giấu lực lượng vũ trang tự do và phiến quân phá hoại. Lực lượng quân đội chính phủ nắm giữ các địa điểm chủ chốt tại thành phố Hama, Homs và Idlib. Liên Hiệp Ả Rập và các nước phương Tây đang khẩn cấp và tạo áp lực lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, có trụ sở điều hành tại thành phố New York, nhanh chóng thông qua bản dự thảo giải quyết hồ sơ Syria bằng con đường quân sự, chấm dứt hơn 10 tháng đấu tranh đổ máu từ người dân Syria vô tội. Đại sứ Nga ông Churkin tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc khẳng định phương án giải quyết từ Âu Châu và Liên Hiệp Ả Rập là điều không thể chấp nhận được. Ông Churkin nhấn mạnh, nếu có sự hiện diện quân đội quốc tế sẽ đưa đến tình hình tại Syria tồi tệ hơn, nên quốc gia Nga sẽ chống lại bản soạn thảo và không thông qua phương án giải quyết này. Trung Cộng cũng đồng thuận với Nga chống đối phương cách giải quyết bằng quân sự tại Syria. Thêm vào đó, quốc gia Nga sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí và quân dụng tới chính phủ đương nhiệm, làm ngơ các lời tố cáo từ các thành viên trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, rằng chính phủ Nga tiếp tay và hỗ trợ Tổng thống Assad. Hoa Kỳ ủng hộ lập trường giải quyết hồ sơ của khối Ả Rập và Tây Phương, mâu thuẫn chính trị càng gia tăng tại Hội đồng Bảo an trên hồ sơ quốc gia Syria. Chỉ vì đam mê bóng đá đã làm 50 hâm mộ viên tử vong, tin từ Ai Cập. Hôm thứ Tư, ngày 31 tháng 1 tại thị trấn Port Said đã xảy ra một cuộc ẩu đả hy hữu giữa dân chúng hâm mộ bóng đá tại sân vận động Port Said, đưa đến ít nhất 50 thường dân thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Bộ trưởng Y tế Ai Cập diễn tả cảnh tương ẩu đó tại sân vận động giống như là một cuộc chiến vừa mới xảy ra, chứ không phải là một trận đá banh giao hữu giữa hai câu lạc bộ túc cầu. Al Ahly là một câu lạc bộ túc cầu nổi tiếng được mời tham dự trận đấu giao hữu với đội chủ nhà tại sân vận động Port Said. Sau 90 phút giao tranh, câu lạc bộ Masri đã đỏ ván câu lạc bộ Ahly với tỷ số 3-1. Tuy vậy, dân chúng ủng hộ Masri rất tức giận vì trọng tài thiên vị sau tiếng còi thổi kết thúc. Dân chúng Port Said tràn xuống sân vận động tấn công trọng tài và cầu thủ câu lạc bộ Ahly. Cuộc ẩu đả giữa giới hâm mộ Masri và Ahly xảy ra đưa đến cái chết của hơn 50 khán giả hâm mộ túc cầu. Cầu thủ câu lạc bộ Ahly, anh Abocheka, trả lời phỏng vấn rằng đây không phải là một trận cầu giao hữu nữa. Cuộc ẩu đả giống như là chiến tranh với xác người chết nằm ngổn ngang. Không có lực lượng an ninh, không xe cứu thương, chỉ toàn xác người và bản thân anh Cheka không thể nào quên cảnh tượng chết chóc này được. Các giới chức đặc trách y tế trong khu vực cho biết, tại các trạm y tế, đa số dân chúng hâm mộ bóng đá bị vết thương nhẹ, không nguy hiểm tới tính mạng, hoặc bị ngất xỉu vì sợ hãi và chen lấn. Sau sự việc xảy ra, các chương trình giao hữu túc cầu tại Ai Cập hoàn toàn bị đình hoãn cho tới khi nào chính phủ tiến hành điều tra nguyên nhân. Sự việc xảy ra đưa đến cái chết 50 thường dân hâm mộ bóng đá. Các cuộc ẩu đả tại sân vận động thường xuyên xảy ra và có khuynh hướng gia tăng trong thời gian gần đây tại các quốc gia Bắc Phi. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi Do Thái mau chóng đệ trình bản dự thảo an ninh, tin từ Cao ủy Liên Hiệp Quốc. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon kêu gọi quốc gia Do Thái mau chóng đệ trình bản soạn thảo về biên giới và kế hoạch an ninh tới Hội đồng Bảo an, tạo mọi điều kiện cho buổi hòa đàm và thương lượng sắp tới trên hồ sơ Trung Đông giữa Palestine và Do Thái. Nhân chuyến công du tại Ramallah, Tây Ngạn, ông Ban song song với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas chia sẻ tới cơ quan truyền thông địa phương rằng Liên Hiệp Quốc ca ngợi quốc gia Palestine đang cố gắng đưa ra các chương trình soạn thảo đạo luật chống khủng bố và giữ gìn an ninh trong khu vực theo lời đề nghị từ buổi hội đàm vừa qua.
Và song song đó, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc cũng hy vọng quốc gia Do Thái nhanh chóng để trình bản dự thảo về biên giới và kế hoạch gìn giữ an ninh. Dựa vào bản dự thảo từ hai quốc gia Do Thái và Palestine, Cao ủy Liên Hiệp Quốc sẽ chủ động sắp xếp cho buổi bàn thảo trong thời gian tới. Cuộc hội đàm đầu tiên trước sự chứng kiến của bốn bên Liên Hiệp Quốc, Nga, Hoa Kỳ và châu Âu giữa Do Thái và Palestine đã không đạt một sự đồng thuận và khả quan nào trong tiến trình hòa bình tại khu vực Tây Ngạn. Thời gian trước đó không lâu, ông Ban viếng thăm khu vực định cư người Do Thái gần thành phố Ramallah và có buổi hội thảo kín với các giới chức chính phủ tại địa phương. Tổng thống Palestine Abbas nhận định Palestine có nhiều con đường lựa chọn để trở thành một quốc gia độc lập và tự chủ. Nhưng điều trước nhất phải xác định đâu là phần đất của người Palestine, đâu là phần đất quốc tế. Từ những sự xác định căn bản này sẽ là điểm căn bản để bàn thảo những bước kế tiếp. Ông Abbas kêu gọi Do Thái hãy công nhận quốc gia và lãnh thổ Palestine trước khi cuộc chiến Trung Đông xảy ra vào năm 1967. Với sự công nhận này, Palestine sẽ quay trở lại bàn hội nghị trong tương lai. Do Thái đang còn lưỡng lự và kéo dài thời gian điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các chương trình đàm phán trên hồ sơ Trung Đông. Quốc gia Ý chính thức kiện công ty Pháp PIB tại Tòa án Quốc gia, tin từ Ý Đại Lợi. Hội giải phẫu thẩm mỹ Ý Đại Lợi đã kiện đơn tố các công ty PIB đã sản xuất các loại túi độn ngực không lành mạnh có thể đưa đến thảm họa ung thư ngực trong giới phụ nữ. Cơ quan giám định quốc gia Đức được mướn để kiểm tra sản phẩm PIB và xác nhận rằng các loại túi độn PIB đều là giả tạo, nên tất cả các cá nhân đang sử dụng sản phẩm PIB tốt nhất hãy nhanh chóng tiến hành phẫu thuật để lấy sản phẩm PIB ra khỏi cơ thể. Các luật sư đoàn Ý Đại Lợi đã nộp đơn lên Tòa án Quốc gia chống lại hai công ty Bully Implant Prosthesis PIB và công ty Đức TUV Rheinland. Phó Chủ tịch Hiệp hội Giải phẫu Thẩm mỹ Ý, ông Pelle Seravolo nói rằng ngành giải phẫu thẩm mỹ quốc gia đã bị lu mờ trong một thời gian dài khi sản phẩm PIB tuôn vào thị trường thẩm mỹ mà không qua các kiểm định an toàn từ cả hai quốc gia Ý và Pháp. Mặc dù sản phẩm PIB có đóng dấu thị trường châu Âu, nhưng không có nghĩa là sản phẩm PIB đã được kiểm định an toàn. Ông Pelle chỉ trích các cơ quan chức năng kiểm định an toàn Pháp đã làm ngơ trong một thời gian dài và sau đó ra lệnh công ty PIB ngưng làm việc, ém nhẹm việc sản phẩm PIB tạo triệu chứng ung thư ngực cho giới phụ nữ vào cuối năm 2010. Hội giải phẫu thẩm mỹ Ý quyết định nộp đơn kiện lên tới tòa án quốc gia vì tin rằng các sản phẩm dùng trong giải phẫu thẩm mỹ phải được kiểm soát từ các cơ quan an toàn quốc gia. Pháp phải có trách nhiệm phần nào trước các vấn đề của công ty PIB. Ông Pella nhấn mạnh thêm, đây là vấn đề liên quan tới sức khỏe của người tiêu dùng. Các quốc gia Âu Châu cần phải siết chặt thêm mức độ an toàn, hòng bảo vệ cho người dân. Trường hợp PIB cũng là một bài học cho các công ty sản xuất các sản phẩm giải phẫu thẩm mỹ. Hơn 300.000 túi độn ngực PIB được tung ra trên khắp thế giới đã trở thành tiềm ẩn ảnh hưởng tới triệu chứng ung thư, đặc biệt tại các quốc gia châu Mỹ Latin như Brazil, Venezuela và Mexico. Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle viếng thăm Trung Đông, tin từ Jerusalem. Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle đang viếng thăm thành phố Jerusalem và tuyên bố Đức sẽ đóng góp cho đài tưởng niệm nạn nhân Holocaust 1 triệu euro mỗi năm trong vòng thời gian 10 năm. Bộ trưởng Westerwelle đã ký hiệp ước tại Bảo tàng Viện Holocaust khi gặp Bộ trưởng Giáo dục Do Thái Gideon Saar và nói với báo chí rằng Holocaust là trang sử đen tối nhất trong lịch sử Đức. Những thế hệ kế tiếp đều phải rút bài học từ giai đoạn lịch sử khủng khiếp này. Bộ trưởng Saar đã cảm ơn Đức đã nói lên sự cam kết đối với sự tưởng nhớ và giáo dục đối với Holocaust. Giám đốc Avner Shalev của đền tưởng niệm Yad Vashem nói bản hiệp ước sẽ giúp mở rộng hoạt động của Yad Vashem trong nhiều lĩnh vực. Sau ký hiệp ước đóng góp cho Yad Vashem, ông Westerwelle đã bay qua Tây Ngạn và dành hết thì giờ buổi sáng quan sát khu thung lũng Jordan. Trong những năm gần đây, người định cư Do Thái đã dần chiếm lấy đất đai và các nguồn nước của nông dân Palestine, làm cho đời sống của họ ngày càng khó khăn. Chính phủ Đức đã tài trợ cho nhiều dự án giúp nông dân Palestine tại thung lũng. Thung lũng này là một trong những vấn đề làm cản trở thương thuyết hòa bình ở Trung Đông. Ngoại trưởng Westerwelle cũng sẽ tới thành phố Ramallah để gặp Thủ tướng Shalom Fayyad. Đám tang tập thể nạn nhân vụ tấn công ngày Giáng sinh ở Madala, tin từ Abuja.
An ninh đã được tăng cường trong lúc hàng ngàn người tham dự đám tang tập thể những nạn nhân không thể nhận diện trong vụ đánh bom nhà thờ Saint Teresa ở Madala trong ngày Giáng sinh. Các vị linh mục công giáo, thân nhân, người thương tiếc ở trong nước và ngoài nước đã hiện diện trong tang lễ. Giáo hội đã quyết định chôn cất 20 nạn nhân không có thân nhân đón nhận và cũng không biết họ là người của tỉnh nào. Giám mục Matthew Hassan Kuka của giáo phận Sokoso nói, chính phủ phải có trách nhiệm bảo vệ mạng sống của người dân trong nước. Đáng tiếc là chính phủ và các cơ quan an ninh Nigeria đã không thể bảo vệ tính mạng của người dân. Tổng giám mục giáo phận Abuja nói, không thể tách rời an ninh với các lĩnh vực khác. Dân chúng Nigeria không ai có thể hài lòng với cuộc sống đói khổ hiện nay. Môi trường chính trị hầu như hoàn toàn thiếu tổ chức, tham nhũng lan tràn khắp mọi nơi, không ai quan tâm tới y tế, giáo dục và tình trạng xã hội, và chính trị như vậy không thể nào bảo đảm an ninh. Nhà thờ Saint Teresa ở Madala nằm cách thủ đô Abuja khoảng 40 cây số, đã bị đánh bom trong lúc cử hành lễ Giáng sinh, làm ít nhất 27 người thiệt mạng, làm hư hại nhiều căn nhà và xe cộ chung quanh. Boko Haram đã thực hiện vụ đánh bom. Tổ chức Hồi giáo này đã làm ít nhất 500 người chết vào năm ngoái và 250 người chết trong các tuần lễ đầu tiên của năm 2012. Vừa rồi là phần tin buổi sáng của BWN TV. Xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau vài quảng cáo.